Dạ, con chia sẻ cho mọi người con được ơn gì? Dạ, con xin chào cha, xin chào đạo điểm tin mừng và xin chào cùng đoàn. Con Phêrô Nguyễn Đức Thiệu, con ở giáo sư Thu Trì, giáo Hà Tuấn Thành, con ở tỉnh Hà Tĩnh ạ. Dạ, con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người? Dạ, con được ơn của Chúa là cách đây gần một năm rồi ạ, là con ở bên nước ngoài, là con bị thẻ ở trên tàu ạ. Con ở đâu? Con ở bên nước ngoài ạ. Ở đâu? Ở Đài Loan ạ. Dạ, là con bị té trên tàu, rồi là con bị đau ở dưới lè, nhưng ở trên tàu không có bác sĩ kiểm tra. Sau đó con về về đấy là con nghe giáo điểm tin mừng, là con đi vào đây xin cha cầu nguyện cho con ạ. Rồi sau đó con về con đi chụp ở ngoài Hà Nội, là người ta bảo nó là bị rách màng sụn ở dưới lè. Bị rách màng sụn ạ. Rách màng sụn. Dạ. Nhưng bây giờ con đã gần hết rồi, con một chút xíu rồi cha. Con ở Đài Loan, sao con biết được lòng Thiên Chúa ở bên Đài Loan, hoặc có biết lòng Thiên Chúa là như thế nào, chia sẻ cho mọi người? Dạ thưa cha, là con đi ở bên Đài Loan là 2 năm, nhưng con ở ngoài biển hết ạ. Trong lúc con hết hợp đồng, con chuẩn bị về là nghe tin vừa con nói với con là có cha Long ở trong giáo điểm tin mừng này, rất chi là thiêng ạ, và rất chi nhiều người là được ơn ạ. Rồi sau đó con về được mấy ngày là cả gia đình của con vào đây cha xin ơn ạ. Để con còn đi Đài Loan đâu? Dạ con bây giờ chuẩn bị bay 27 tiếng nữa con bay ạ. Mấy tiếng bay? 27 tiếng, không bảy tiếng này không? 27 tiếng này dạ. 27 tiếng nữa mà bay mà con này. 27 Tết, 27 Tết. À, 27 Tết. Tưởng 27 tiếng nữa nó bay mà nó còn gần đấy, còn đứng ở đây nó hay như. Vậy con đi Đài Loan cho tặng cho con những món quà này. Con đi Đài Loan để con loan truyền lòng Thiên Chúa cho người Đài Loan, người Công giáo Việt Nam ở bên Đài Loan, để họ biết lòng Thiên Chúa nha. Đây là lòng Thiên Chúa, 27 Tết đi Đài Loan, không ở nhà ăn Tết với dân tộc mà phải đi Đài Loan để làm việc. Chúng ta thấy là cũng nỗi buồn, con mang cái máy 365 bài giảng này đi nha. Đợi con mang cuốn sách Con đường tin thác này đi, con đi loan truyền lòng Thiên Chúa ở Đài Loan. Nhiệm vụ của con là Chúa sai con đi, nhớ đủ thêm thằng nào nữa đi. Sai hai người. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, và đây là tràng chuỗi lòng thương xót Chúa nha. Đem hết tất cả đi Đài Loan nha, được chưa? Chúa chúc lành cho con. Cảm ơn cha và cộng đoàn. Rồi, con đi Đài Loan nha.